Chào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ review cái máy CNC mini 40. Thì là máy của nó thì bao gồm tất cả các linh kiện phụ kiện đầy đủ hết nhé. Như này nhé. Đấy thì để đây để máy đây để mình giới thiệu qua một số các cái linh kiện. Với lại một số các cái lưu ý các bạn là lắp ráp nhé. Thì là bình thường thì mình gửi máy cho các bạn là mình có tháo một số cái đây mình có tháo cái vai này ra này. Với lại tháo hai cái thanh gen ra này. Đấy vựng với lại động cơ nhé, động cơ bước của trục X và trục Y. Đấy. Nó tháo một vài thứ ra để mình gửi cho các bạn nhé. Thế còn bộ điều khiển thì là vẫn nguyên si bộ điều khiển đây nhé. Đấy thì là nó sẽ đây mình cũng có khoan sẵn lỗ để luồn dây rồi. Đây bình thường mình test thì mình cắm trực tiếp vào đây luôn. Thế còn các bạn nhận máy nhé thì các bạn xỏ cái đầu dây của nó qua cái lỗ này nhé. Đây nó có lỗ bên phía sườn này. Bạn xỏ hết dây qua thì là mình có thể nắp được cái nắp vào nhé. Thì hộp bộ điều khiển của nó như này. Bộ điều khiển như này và có dừng khẩn cấp ở trên này luôn. Đấy có dừng khẩn cấp trên này nhé. Các bạn luồn luồn dây vào và các bạn nắp hộp vào. Đấy cho đỡ bụi. Đấy còn bình thường thì máy thì nó đầy đủ hết mạch miếc như này. Đây là bộ đầu dò dao nhé. Đầu dò dao để các bạn đo cái mặt phẳng của gỗ ấy. Đấy bình thường thì các bạn dùng 30 thì các bạn thường là các bạn phải đo mặt phẳng gỗ. Thì các bạn đặt này lên và các bạn kẹp vào cái đầu dao nhé. Kẹp một cái đầu, các bạn kẹp vào đầu dao một các bạn đo cái mặt phẳng. Đấy, còn đây là bộ dao với lại bộ có hai con dao cắt với lại hai con dao phay nhé đi kèm nhé cộng với lại bộ đầu collet này collet thì đây có collet 4 collet 6 kẹp 4 kẹp 6 này với lại kẹp 3.175 phí ba của nó nằm ở phía trong này nhé. Đấy thì đây mình để máy đây để mình ấy qua một số cái nói qua một số cái vấn đề lưu ý về lắp máy thôi. Thì trước tiên cái xích nhựa này này. Cái xích nhựa này sẽ vặn như thế này nhé. Bây giờ đây các bạn có cái tô vít đây. Ví dụ xích nhựa đây. Thì nó có một con cái con ốc ở phía đít của cái xích nhựa này nó có một con ốc 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 T chữ T nhé. Đai ốc chữ T đây này. Đấy thì các bạn có thể đặt nó xuống cái khe nhôm này nhé. Các bạn đặt cái đai ốc T xuống khe nhôm này và các bạn ấn tô vít bên trên này các bạn xoáy thôi. Đấy thì là cái ốc chữ T này nó sẽ quay ngang ra cái khe nhôm ấy. Nó sẽ bắt chặt xuống cái dưới khe nhôm này nhé. Đấy là nó sẽ đính chặt xuống này. Đấy. Thì xích nhựa các bạn sẽ bắt như thế này này. Đấy còn cái thứ hai nữa là cái đây. Trục Z nhé, trục Z thì mình nó có một cái rắc đầu rắc ở đây mình có rút ra này, đấy. Đầu rắc đây mình ghi sẵn trục Z đây và các bạn là cắm vào đây nhé, là đầu rắc của trục Z này. Đấy. Còn spinner này thì spinner này tháo bên dưới này, spinner này tháo rất là dễ tháo các bạn tháo như này nhé, thì nó chỉ có hai con ốc ở bên này thôi các bạn nới lỏng đây ra này. Đấy, cái kẹp nhôm này thì bao giờ nó cũng hơi chắc một tí các bạn dùng cái tô vít các bạn hơi bẩy nhẹ một tí nhé. Đấy nó sẽ tháo rời spinner ra như này nhé. Đấy. Spinner 500W này. Đấy các bạn xỏ xuống đây.
thì để nó xuống cái mức nào thì các bạn cái này điều chỉnh được. Đấy. Điều chỉnh được, và cái quan trọng là ví dụ như các bạn để nó mức độ dao của nó để làm sao nó ở đoạn giữa giữa của cái hành trình này nhé, để nó không bị kịch quá. Đây, khi trục Z nó xuống, quay xuống nó sẽ không bị kịch quá nhé. Đây, nó xuống đây vẫn xuống thoải mái này. Đấy. Xuống cái khối gỗ thoải mái này. Thế còn trường hợp mà cái mẫu này là cái mẫu vừa dành cho máy 40 vừa vừa phay 30 nhé, thì các bạn lưu ý này. Mình làm cái bộ vai của nó, vai của nó khá là cao nhé, và spindler nó cũng khá cao. Đấy. Thì là các bạn là để mình làm cao để các bạn để cái bộ trục A bên dưới này này cho nó lọt ở bên dưới này, đấy, để cho nó mình đục đục cho nó thoải mái. Đấy, đây kích thước đục các bạn đục thoải mái luôn nhá, nó cao thoải mái luôn. Chỗ này nó cao được cỡ khoảng tầm đây này. Từ đây từ tính từ cái mặt bàn lên nhá, nó cao khoảng tầm 12 cm nhá. Đấy, khoảng 12 cm. Thì như bình thường máy phay 30 ấy mình chỉ có làm có 6 5 đến 6 cm thôi. Đấy. Thì nếu mà trường hợp mà ví dụ như các bạn phay mặt phẳng ấy mà cảm giác như mà cái spindler này nó xuống không hết này. Nó xuống hết hành trình rồi mà nó vẫn chưa với tới được cái ấy, thì các bạn sẽ phải dùng cái mũi cắt nó dài hơn. Thứ nhất là các bạn dùng mũi dài hơn, thứ hai là các bạn có thể kê lên một chút nhá. Bạn kê một cái tấm gỗ MDF dày 15 hoặc là 20 mm lên đây. Đấy, hoặc là bằng cái nhôm này này. Đấy là vừa với cái mặt bàn. Đấy, mặt bàn phay mặt phẳng. Đấy, một cái lưu ý nữa là đây thì cái bộ bộ mâm cặp này thì là mâm cặp 4 chấu nhá. 4 chấu thì các bạn có thể kẹp được phôi phôi tròn, phôi vuông này. Thì cái cách mở của nó chỉ như này thôi, rất đơn giản. Cách mở của nó đây để mình quay bạn xem nhé. Đây là bộ trục A này, bộ trục A mâm 4 chấu này, 4 chấu đây nhé. Các bạn sẽ có đi kèm theo phụ kiện, các bạn sẽ có hai cái này, hai sắt này nhé. Các bạn chọc đây mở này. Đấy, mình sẽ như này là khóa này, như này là mở ra này. Đấy, mình sẽ mở ra nhé. Đấy, mở ra này. Đấy, thế còn cái đằng sau này ý, thì cái phía đằng sau nhá thì nó sẽ có hai con ốc đây. Đây, cái phía đằng sau của nó đây nó sẽ có hai con ốc nhá. Đấy, phía đằng sau là cái chống tâm mà. Cái bộ chống tâm ấy nó sẽ có hai con ốc ở đây. Thì các bạn có thể dùng. Đấy, các bạn nới ra này, nới lỏng ra cho mình nhá, nới lỏng ra cho mình này. Đấy, thì cái bộ chống tâm này nó sẽ trượt ở trên hai thanh nhôm này nhá. Đây, các bạn sẽ lắp có bao gồm hai thanh nhôm nó sẽ trượt trên này này. Đấy, trượt trên này. Thì là theo cái chiều dài của máy này ấy, đây theo cái chiều dài của máy này thì các bạn là có thể kẹp được cái khối gỗ có đường kính dài cỡ khoảng tầm 20 cm nhé. Đây bình thường nhé, cái khối của mình đây là mình mới để cái khối dài 16. Đấy, bình thường các bạn có thể để khối dài 20, 20 đến 24 này. Đấy. 20 cho đến 24 nhé. Nó rơi vào tầm đấy. 24 cm. Đấy, bình thường thì ví dụ như 25, 26 nhưng mà các bạn chỉ chạy ở cỡ khoảng tầm 24. Bởi vì máy CNC thường kể cả hành trình của mặt phẳng lẫn hành trình của khối tròn này nó đều phải để dôi ra. Các bạn đều phải dôi hai đầu ra nhé. Đấy, tức là mình không không chạy sát đấy, mình để dôi ra. Đấy, thì tiếp theo này. Đấy, cái chỗ vẫn là cái đây nhá, khối gỗ này nhá, thì mình hướng dẫn các bạn là kẹp kẹp khối gỗ luôn này. Thì một cái khối gỗ này ấy, nó sẽ có một đầu đây, thì các bạn nhớ định tâm nhá, định tâm một cái đầu của nó này,
mình tâm một cái đầu của nó, mình bạn khoan một cái lỗ nhỏ để mình chống tâm, khoan một lỗ nhỏ để mình chống tâm. Còn cái phía đằng này thì mình có thể cặp vào trực tiếp vào mâm cặp nhé. Đây, sau khi bạn có lỗ định tâm, các bạn sẽ đẩy chống tâm nó vào này nha. Đẩy chống tâm vào nhé, và khóa hai cái con ốc ở trên này này. Đấy, giống như vậy mình nhé. Đấy, mình tháo ra. Bây giờ các bạn khóa hai con ốc, khóa hai con ốc ở trên đầu chống tâm này. Đấy, sau khi các bạn khóa chắc lại rồi này, thế còn cái phần phần dưới này là cái phần khối gỗ. Đấy, thì cái phần khối gỗ này thì mình sẽ dùng, đây mình sẽ dùng cái này, hai cái này để mình khóa này. Đấy, thì cái này nó cũng là mâm, này là mâm K02 63 nhé, 63 mm, có nghĩa là đây 6/3. Đấy, nó cũng cỡ khoảng tầm 6/3. Cái này có thể quay, bạn nắp lộn, quay lộn ra hoặc quay lộn vào trong, tức là cái ngàm này nó có thể chổng ra ngoài hoặc là quay vào trong. Thì các bạn chổng ra ngoài thì nó sẽ nắm được cái vật cỡ khoảng tầm 6/5 đến 6/3 đổ lại. Đấy. Và cái này là cái khóa này, các bạn dùng hai cái này khóa lại này. Nhưng mà nhớ các bạn định tâm cái khối gỗ làm sao cho nó tròn theo tâm nhé. Định tròn theo tâm, sau đấy mình dùng hai này mình khóa vào này. Đấy. Khóa xong là chắc rồi thì bỏ ra. Đấy. Bình thường thì cái mâm này nhá các bạn, là muốn cái gốc của mình nằm ở đâu thì mình nhớ mình đánh dấu vào. Đây, ví dụ như mình có đánh dấu một cái, đây để mình làm gốc nhé, mình đánh dấu một cái mực mực vào đây này, cái dấu mực màu xanh vào đây, mình đánh dấu một cái dấu mực màu xanh vào đây để mình đặt gốc cho nó. Nghĩa là mình đặt gốc ấy, để ví dụ như mình đang chạy mà nó có bất kỳ vấn đề gì mình muốn về gốc ấy, thì mình chỉ việc đưa cái mực xanh này về cái chỗ cũ này, thì là để mình định lại cái gốc của nó thôi. Đấy. Đấy, còn đầu dao đây mình sẽ lắp vào đây là xong. Đầu dao thì cái xích, còn cái phía bên bên xích bên này nhá, đây mình hạ xuống, đấy là một bên này, còn một bên phía bên phía xích bên bên này này. Phía xích bên này thì các bạn sẽ đặt lên bàn. Đây mình sẽ đặt lên bàn, trực tiếp lên bàn nhé. Đấy. Và các cái đầu rắc cắm này, rắc cắm này thì mình đã có đánh dấu hết rồi nhé. Đây nó rắc cắm đây, ví dụ trục y đây thì mình có thể rút ra như thế này. Đấy. Rắc cắm này nhé, thì các bạn chỉ việc cắm y vào y, x vào x và z vào z. Đấy, là xong. Ngoài ra thì mình cũng không không tháo bất kỳ cái gì khác ra nữa, chỉ có như thế này thôi. Đấy, bộ bộ trục A nó là như thế nhá. Các bạn bắt xuống hai khe nhôm này thôi, rồi xoáy bốn con ốc này lại là nó sẽ giữ chặt. Đấy. Và một cái lưu ý nữa thì khi các bạn lắp thanh gen nhé, đây lưu ý mình có gửi cho các bạn là kèm theo lục giác đây, thì là các bạn, đây các bạn trước khi lắp thanh gen các bạn nhớ xoay cái con ốc này, xoay con ốc này lên để nó có cái lục giác này, nó sẽ vặn. Các bạn sẽ chốt bốn con ốc này nhé, bốn con lục giác ở đây nhé, ốc lục giác ở đây này, với lại chốt khớp nối đấy, chốt khớp nối với lại bốn con ốc bắt cái ghế ngồi của động cơ này. Đây ghế ngồi của động cơ, trục X trục Y đấy, với lại chốt khớp nối này, với lại chốt thanh gen này. Đấy, các bạn chỉ lưu ý mỗi thế thôi, còn cả cụm này, cụm trục Z này là đã có cả cụm sẵn rồi, chỉ việc đặt lên thôi. Thì các bạn lúc các bạn nhận máy thì các bạn ngả cái bộ vai này ra trước này, các bạn lắp cái bộ trục Z vào trước cho mình. Đấy. Sau đấy là các bạn đặt kê hai cái thanh nhôm này hai bên nhé, kê hai cái thanh nhôm này xuống dưới hai mặt bàn này này, xong các bạn bê toàn bộ cái bộ vai này, các bạn đặt lên hai thanh nhôm đấy, xong các bạn chốt đủ các ốc này hai bên, bên đủ 8 con ốc hai bên này đấy, và 8 con ốc bên này, thế là xong máy nhá. Đấy, còn
Phần mềm thì bên mình sẽ hỗ trợ cài đặt trên máy tính cho các bạn. Đây mình có máy tính đây nhá, thì cắm máy tính, sau đấy kết nối, sau đấy cài đặt và hướng dẫn luôn trực tiếp ở trên máy. Đấy. Hướng dẫn sử dụng luôn trực tiếp trên máy nhá. Đây để đây mình có một cái code sẵn đây nhá. Đây mình sẽ hộp nguồn của nó thì đây. Các bạn chỉ việc cắm điện đây nhá. Đấy, mình cắm điện vào này. Đấy. Cắm điện vào. Đấy. Đấy, hộp của nó nắp như thế này. Sau đấy trên phần mềm máy tính thì các bạn chỉ việc mở phần mềm ra thôi. Các bạn mở phần mềm kết nối ra nhá. Đấy, các bạn bấm kết nối này. Thì nó sẽ hiện đây, hiện tất cả các trục, nó hiện đều hiện các trục đây nhá. XYZA này. Đấy. Và mình có một cái code có sẵn này, mình sẽ test thử một cái code có sẵn nhá. Đây test khối tròn 3 cm này. Đấy. Các bạn mở lên. Các bạn bấm bật spinner. Đấy. Thì làm có thêm một cái điều tốc ở bên đây. Spinner đã quay này. Đấy. Có một cái điều tốc ở bên phía hộp này để cho mình tăng tốc spinner này. Đấy. Con ốc này mình vặn nó. Nhớ khi lúc các bạn điều chỉnh xong spinner các bạn nhớ khóa ốc này lại nhé. Khóa ốc lại thì nó mới không bị rung. Bạn điều chỉnh xong spinner các bạn sẽ khóa lại nhé. Đấy. Điều chỉnh xong khóa lại. Đây còn nó lại sẽ tăng chỉnh spinner này. Đấy. Tăng giảm spinner. Đấy. Tăng giảm spinner đây để mình test cái QR code này. Bấm start thôi. Đấy. Máy nó cứ chạy. Được. Đấy. Đấy thì mình các bạn lắp dao vào. Ở đây là mình đang phay cái khối gỗ tròn nhé. Các bạn có thể lập trình phay gỗ tròn này hay là khắc tượng gỗ nhé, đục tượng gỗ. Đấy thì bình thường như các cái tượng viết các thứ mình sẽ hướng dẫn cụ thể. Đấy, còn đây nó đang chạy test phay phay gỗ, nó phay theo chiều trục Y này. Đấy. Thì trục A nó quay. Đấy, trục A nó quay và trục Y nó chạy. Đấy, phía đằng sau là chống tâm này. Chống tâm ở đằng sau này nhé. Cố định xuống này. Thì cả bộ này nó trượt trượt trên hai thanh nhôm này nhé. Đấy, nó trượt trên hai thanh nhôm này này. Đấy, nó đã test xong cái code này nhé. Test xong QR code này.